Kính thưa quý vị các bạn thân mến, hôm nay mình làm tiếp theo một cái phần mới vừa đăng ngày 20 tháng 7 năm 2020. Những lời nguyền rủa của Chúa, bài viết của Duy Nguyễn sưu tầm. Bài này trên sách hiếm.net. Bấm vô là thấy liền. Mời các bạn tham khảo cho vui. Người ta vẫn thường nghe các linh mục lặp đi lặp lại những cụm từ bất di bất dịch như Thiên Chúa là tình yêu, Chúa toàn thiện, Chúa chiên hiền lành. Và bất cứ những gì liên quan đến Chúa đều là thánh thiện cả. Thế nhưng người ta đọc thấy vô số những điều ác độc, dã man, những lời lẽ đầy tính ghen tuông, giận dữ, những cảnh bạo động, bạo lực và những lời nguyền rủa. Sẽ có một tín đồ hay chăn chiên nào đó biện hộ rằng Chúa, rằng ta cần phải biết thời đó, xã hội đó, con người dã man như thế đó, cho nên Chúa cần phải có những lời như thế đó. Xin thưa rằng nếu thế thì nhân vật Chúa Kitô giáng thế để đem lại điều gì tốt đẹp hơn? Chẳng lẽ để sửa lưng Chúa à, Chúa Cha à? Nên biết rằng trên thế giới này, ngoài đạo thờ Chúa, người ta có biết bao đạo khác mà người theo đạo Kitô gọi là dị giáo, là dân ngoại, là tà giáo. Họ thờ mặt trời, họ thờ cây đa, họ thờ thần sông, thần núi, thờ con chó đá. Thế thì có hại gì ai? Nhưng họ không thờ ông thần nào tàn ác như thế. Tại sao đạo Kitô tiêu diệt họ, tiêu diệt đạo khác mà lại ăn cắp ngày lễ của người ta? Tại sao đạo Kitô ăn cắp ngày thờ thần mặt trời của họ biến thành ngày sinh nhật của Chúa Giêsu? Nếu một người chưa bị cuồng đạo đọc thấy những lời nguyền sau đây, không ai có thể nghĩ rằng đó là lời của một con người hiền lành, chứ đừng nói đến thánh thiện. Mời quý vị nghe thử. Mình xin tạm dừng chỗ này một chút xíu. Có một cái người Thiên Chúa, nickname là Thiên Chúa gì đó, Thiên Chúa Thánh Thiện hay cái gì đó, thì đã comment với mình rất là nhiều lần. Thậm chí trong cái comment nó có 12-13 lần comment qua comment lại. Khi mình trích dẫn trong Kinh Thánh á, thì họ nói rằng đại khái là cái con chiên á, này á, nói rằng á, là anh nghiên cứu Kinh Thánh mà anh nghiên cứu bị sai. Có những cái đoạn Kinh Thánh là các cha không công nhận, không công nhận cái đó là thực tế. Nhưng mình hỏi lại, nếu mà Kinh Thánh mà không phù hợp, không đúng, thì đạo Công giáo lấy cái gì làm đúng? Rời qua cái việc này, nếu mà đạo Công giáo mà toàn thiện toàn lành thì Liên Hợp Quốc hiện tại ngày hôm nay người ta đã lấy đạo Công giáo làm chuẩn rồi, chứ không có lấy Phật giáo làm chuẩn đâu. Tại sao á, là Hồi giáo nè, Anh giáo nè, Kitô giáo, hay nó nói cái khác là Kitô giáo hay là Công giáo, tại sao người ta không lấy? Nhưng mà tại sao mình xưng hô toàn thiện toàn lành không ngưỡng cái miệng ta? Tại sao mấy linh mục, mấy con chiên không biết ngưỡng vấn đề đó? Phải chăng các người đã bị chúng nó che mờ mắt hay sao? Hay là khóa óc của bạn không mấy động nữa, hay là nó bị tê liệt rồi? Những con mắt của bạn đâu? Khối não của các bạn đâu? Cho nên làm con người, chứ đừng làm con thú, con cừu, để cho họ chăn dắt mình nữa. Hãy tỉnh ngộ đi các con chiên. Mình không phản bác vấn đề mỗi người theo đạo Công giáo, nhưng mình đánh vào cái gốc của Công giáo, chứ không phải đánh những người đi theo Công giáo nha. Đây là mình nói rõ ràng, đánh thẳng vô trực tiếp luôn cái tâm phái của họ, cái cha truyền con nói của họ, chứ không phải đánh những người làm bèm ở ngoài, kể cả mấy cha, mấy linh mục. Mình cố làm đánh để làm cái gì? Từ cái đó, mấy người đó thì họ lợi dụng, họ kiếm sống, họ lợi dụng lòng tin của con chiên để họ sống. Nếu mà những con chiên buông ra hết, họ sống với ai? Giống như trời Âu, trời Tây, thì đã bỏ nhà thờ hết thì cha cũng phải hoàn tục thôi, cũng phải ra đời làm ăn sống thôi. Mình xin tiếp tục.
Mời quý vị đọc bài vài lời nguyện rủa được trích dẫn nguyên văn từ Kinh Thánh để biết về nhân vật Thiên Chúa của các tín đồ Kitô giáo có đức độ nào hơn con người bình thường hay không. Có dẫn chứng, có hình ảnh. Các lời nguyện rủa 26 2.14 đến 46 14. Câu thứ 14 trong Kinh Thánh: xong nếu các ngươi không nghe ta, không làm theo các điều răn này. 15. Nếu khinh bỉ mạng lệnh ta và tâm hồn các ngươi nghịch cùng luật pháp ta, đến đổi không làm theo những điều răn ta mà bội sự giao ước ta. 16. Thì này là những điều ta sẽ giáng cho các ngươi. Ta sẽ giáng cho các ngươi sự kinh khủng, bị tổn và rét, làm hư mòn con mắt và nhọc mệt tâm hồn. Các ngươi gieo mạ luống công, quân thù nghịch sẽ ăn hết. 17. Ta sẽ nổi giận cùng các ngươi, các ngươi sẽ bị quân thù nghịch đánh đập. Kẻ nào ghét ta, ghét các ngươi, sẽ lấn lướt các ngươi, và các ngươi sẽ chạy trốn không ai đuổi theo. 18. Nếu đến đổi vậy mà các ngươi không đứng nghe ta, ta sẽ vì cớ tội phạm thêm gấp 7 lần đặng xử phạt các ngươi. Và ta sẽ dẹp sự kiêu ngạo về năng lực các ngươi, ta sẽ khiến trời các ngươi cứng như sắt và đất trơ như đồng. 20. Năng lực mình ban hao mòn vô ích, đất không sanh sản, huê lợi cây cối không kết bông trái. 21. Nếu các ngươi phản đối cùng ta và không muốn nghe ta, thì ta sẽ tùy theo tội phạm giáng tai vạ trên các ngươi gấp 7 lần nữa. 22. Ta sẽ sai những chú đồng đến tha con cái các ngươi đi ăn, ăn hại súc vật, diệt số người ra ít, và đường nẻo các ngươi sẽ bắn tanh. 23. Dẫu đến những việc ấy mà các ngươi cứ không phục sự xử phạt ta, cứ phản đối cùng ta. 24. Thì ta cũng sẽ nghịch lại cùng các ngươi, và vì cớ tội lỗi sẽ giáng tai vạ cho các ngươi gấp 7 lần nữa. 25. Ta sẽ khiến gươm giáo đến trên các ngươi đặng báo thù sự giao ước ta. Khi các ngươi hội hiệp trong những thành mình, ta sẽ giáng dịch hạch đến giữa các ngươi và nộp các ngươi vào tay thù nghịch. 26. Ta sẽ dẫn sự đói kém đến 10 người nữa sẽ nướng bánh của các ngươi trong một lò, cân bánh trao lại cho các ngươi, các ngươi sẽ ăn mà không no. 27. Dẫu đến đổi vậy mà các ngươi cứ không khứng nghe ta, còn phản đối cùng ta. 28. Thì ta cũng sẽ nghịch lại các ngươi cách giận dữ, và vì cớ tội lỗi các ngươi sẽ xử phạt gấp 7 lần nữa. 29. Các ngươi sẽ ăn thịt con trai, con gái của mình. Ta sẽ hủy diệt những nơi cao các ngươi, phá đổ những hình mặt trời, và để thay các ngươi chồng lên thay của hình tượng mình, tâm hồn ta ghê gớm các ngươi. Ta sẽ làm cho thành các ngươi ra vắng vẻ, các ngươi các nơi thánh quạnh hiu, và ta chẳng còn những mùi thơm về của lễ các ngươi nữa. 32. Ta sẽ làm xứ ra đồi bại, đến đổi kẻ thù nghịch ở tại đó cũng lấy làm lạ. 33. Ta sẽ tản lạc các ngươi trong các dân và rút gươm ra đuổi theo sau các ngươi. Xứ các ngươi sẽ hoang vu, thành sẽ vắng vẻ. 34. Trong lúc đất bỏ hoang vu và các ngươi ở trong đất của kẻ thù nghịch, khi đó đất sẽ được an nghỉ hưởng những năm sa bát. Trọn lúc đất bỏ hoang vu sẽ được an nghỉ, vì lúc các ngươi còn ở đất đó, nó không được an nghỉ trong những năm sa bát của các ngươi. Còn ai trong các ngươi sống sót lại, ta sẽ làm cho họ nhát gan trong xứ của thù kịch mình.
Tiếng lá khua sẽ làm cho họ chạy trốn, khác nào chạy trốn nước trước lưỡi gươm, té ngã mà không ai đuổi theo. 37. Người này vấp ngã trên người kia như trước gợn ngọn gươm, vốn chẳng ai rượt đuổi theo họ. Các ngươi không thể chịu nổi trước mặt quân thù nghịch mình. 38. Các ngươi sẽ bị chết mất giữa các dân đất, kẻ thù nghịch sẽ nuốt các ngươi. Ai trong các ngươi còn sống sẽ vì cớ gian ác mình và gian ác của tổ phụ mà hao mòn trong xứ kẻ thù nghịch mình. 40. Khi ấy họ sẽ nhận gian ác mình và gian ác của tổ phụ mình, những tội lỗi họ đã phạm và sự chống trả họ đã cự cùng ta. 41. Đến đổi ta cũng chống trả lại, dẫn họ vào xứ kẻ thù nghịch. Bây giờ nếu lòng không chịu cắt bì của họ, sẽ tự hạ mình xuống và sẽ phục điều xử phạt về gian ác mình. 42. Thì ta sẽ nhớ lại sự giao ước ta đã lập cùng Gia-cốp, cùng Isaac, cùng Abraham, và ta sẽ nhớ lại xứ này. 43. Vì xứ bị họ bỏ hoang sẽ được nghỉ bấy nhiêu năm sa-bát, tùy theo họ bỏ hoang vu bao nhiêu, họ sẽ chịu hình phạt của gian ác mình. Bởi vì đã khinh bỉ mạng lệnh ta, và tâm hồn họ sẽ lấy làm ghê gớm các luật pháp ta. 44. Dẫu vậy, đương khi họ bị ở trong xứ kẻ thù nghịch mình, ta cũng chẳng bỏ họ đâu, chẳng ghê gớm họ đến phải hao mòn hết, và chẳng bội sự giao ước ta lập cùng họ đâu, vì ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của họ. 45. Ta vì họ sẽ nhớ lại sự giao ước đã lập cùng tổ phụ họ mà ta đã đem ra khỏi xứ Ê-díp-tô trước mặt các dân, đặng làm Đức Chúa Trời của họ. Ta là Đức Jehovah. 46. Đó là các điều lệ, mạng lệnh và luật pháp mà Đức Jehovah nhờ Môi-se lập ra giữa Ngài cùng dân Israel tại trên núi Sinai. Đệ nhị luật, chương 28. Tiếp theo, 15. Nhưng nếu anh em không nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, không lo đem ra thực hành tất cả những mệnh lệnh và thánh chỉ của Người mà tôi truyền cho anh em hôm nay, thì những lời nguyền của rủa sau đây sẽ đến với anh em và bao trùm anh em. 16. Anh em sẽ bị nguyền rủa trong thành, anh em sẽ bị nguyền rủa ngoài đồng. 17. Giỏ của anh em và cối nhồi bột của anh em sẽ bị nguyền rủa. 18. Con cái của dòng lòng dạ anh em, hoa màu của đất đai anh em, bò con, chiên con của anh em sẽ bị nguyền rủa. 19. Anh em sẽ bị nguyền rủa khi vào, anh em sẽ bị nguyền rủa khi ra. 20. Đức Chúa sẽ khiến anh em mắc tai họa, phải hoảng sợ, bị đe dọa trong mọi công việc tay anh em làm, cho đến khi anh em bị tiêu diệt và mau lẹ biến mất, vì sự gian ác anh em làm khi lìa bỏ Đức Chúa. 21. Đức Chúa sẽ cho ông dịch bám theo anh em, cho đến khi nó tận diệt anh em, khiến anh em không còn trên đất anh em sắp vào chiếm hữu. 22. Đức Chúa sẽ làm cho anh em bị suy mòn, nóng sốt, viêm phỏng, bị hạn hán, và làm cho lúa mì bị úa vàng, bị sâu đục. Các thứ đó sẽ đeo sát anh em cho đến khi anh em biến mất. Câu 23. Trời của anh em trên đầu anh em sẽ là đồng, đất dưới chân anh em sẽ là sắt. Thay vì là mưa trên đất anh em, Đức Chúa sẽ cho cát và bụi từ trời rơi xuống cho đến khi anh em bị tiêu diệt. 25. Đức Chúa sẽ làm cho anh em bị đánh bại trước mặt quân thù. Khi ra, chúng đánh anh em cùng một đi một lối. Lúc phải trúng chúng, anh em tháo chạy bảy bước bảy đường. Anh em sẽ làm cho một dân tộc trên mặt đất phải ghê ghiếc, phải gớm ghiếc. 26.
xác chết của anh em sẽ làm mồ, làm mồi cho con chim trời và cho các thú vật trên mặt đất mà không ai xua đuổi chúng. 27. Đức Chúa sẽ làm cho anh em bị ung nhọt Ai Cập, bị u bú, ghẻ lở, ngứa ngáy mà không hề chữa nó khỏi. 28. Đức Chúa sẽ làm cho anh em bị điên khùng, mù lòa, loãng trí. 29. Anh em sẽ mò mẫm giữa trưa như người mù mò mẫm trong bóng tối và sẽ không thấy đường mà đi. 30. Anh em sẽ đính hôn với một người, với một phụ nữ, nhưng người khác sẽ cưỡng hiếp nàng. Anh em sẽ xây nhà nhưng không được ở, sẽ trồng vườn nho nhưng không được hưởng trái đầu tiên. 31. Bò của anh em sẽ bị hạ trước mắt anh em mà anh em không được ăn thịt. Lừa của anh em sẽ bị cướp trước mặt anh em và sẽ không trở về với anh em. Chiên dê của anh em sẽ bị nộp cho quân thù mà không ai cứu giúp anh em. 32. Con trai con gái của anh em sẽ bị nộp cho một người dân khác. Mắt anh em sẽ chứng kiến và suốt ngày mòn mỏi trong chờ chúng, nhưng anh em đành chịu bó tay. 33. Hoa màu của đất đai anh em và tất cả công lao vất vả của anh em thì một dân anh em không biết sẽ được hưởng mãi mãi. Anh em sẽ chỉ là người bị áp bức, bị hành hạ. 34. Anh em sẽ ra điên khùng vì cảnh tượng mắt anh em chứng kiến. 35. Đức Chúa sẽ làm cho anh em bị ung độc, không thể chữa lành ở đầu gối và ở đùi, từ bàn chân cho đến đỉnh đầu. 36. Đức Chúa sẽ bắt anh em và vua mà anh em tôn lên cai trị anh em khi đi đến với một dân tộc anh em và cha ông anh em không biết. Tại đó anh em sẽ phụng thờ các thần khác là gỗ, là đá. 37. Anh em sẽ trở nên nỗi kinh hoàng trên nên trò cười, nên đầu đề chăm chọc cho mọi dân ở những nơi Đức Chúa sẽ dẫn anh em đến. 38. Hạt giống anh em mang ra đồng thì nhiều nhưng chỉ thu hoạch được ít, chỉ vì châu chấu sẽ phá hết. 39. Anh em sẽ trồng và chăm sóc vườn nho nhưng rượu anh em sẽ không được uống và cả trái nho cũng chẳng được hái vì sâu bọ sẽ ăn mất. 40. Anh em sẽ có những cây ô liu trên toàn lãnh thổ anh em nhưng không có dầu mà sức vì trái ô liu của anh em sẽ rụng. 41. Anh em sẽ sinh con trai con gái nhưng chúng sẽ không thuộc về anh em vì chúng sẽ bị đi đầy. Mọi cây cối và hoa màu của đất đai anh em sẽ bị bỏ dừa phá hoại. 43. Người ngoại kiều giữa anh em sẽ đi lên mãi vượt hẳn anh em, còn anh em sẽ đi xuống mãi. 44. Họ sẽ cho anh em vay mượn, còn anh em sẽ không có gì cho họ vay mượn. Họ sẽ đứng đầu, còn anh em sẽ đứng cuối. 45. Những lời nguyền rủa này sẽ đến với anh em theo sát và bao trùm anh em cho đến khi anh em bị tiêu diệt vì anh em không nghe tiếng Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, không giữ các mệnh lệnh và thánh chỉ của người mà người truyền cho anh em. 46. Những điều ấy sẽ nên giấu hạ điềm thiên cho anh em và dòng dõi anh em đến muôn đời. Tiếp theo, viễn tượng chiến tranh và tù đầy. 47. Vì anh em đã không phụng thờ Đức Chúa Thiên Chúa của anh em với tâm hồn vui sướng bởi có đầy đủ tất cả. 48. Nên trong cảnh đói khát trần truồng và thiếu thốn tất cả, anh em sẽ phải phục vụ quân thù của anh em, những kẻ Đức Chúa sẽ sai đến đánh anh em. Người sẽ đặt ách sách trên cổ anh em cho đến khi chúng tiêu diệt anh em. 49. Để chống lại anh em, Đức Chúa sẽ đưa một dân tộc từ xa, từ cùng cõi đất phóng đến như đại bàng, một dân tộc mà anh em không biết tiếng, mặt mày cứng cỏi, già không nể, trẻ không thương. 51. Nó sẽ ăn đoàn con của gia súc anh em
hoa màu của đất đai anh em. Cho đến khi anh em bị tiêu diệt, nó sẽ không để lại cho anh em lúa mì, rượu mới, dầu tươi, bò con chiên con, cho đến khi nó làm cho anh em biến mất. 52. Nó sẽ vây hãm anh em trong mọi thành của anh em, cho đến khi các tường thành cao và kiên cố mà anh em tin tưởng phải sụp đổ trong khắp đất của anh em. Nó sẽ vây hãm anh em trong mọi thành của anh em, trong khắp đất của anh em mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ban cho anh em. 53. Khi bị vây hãm, bị quân thù siết chặt trong cảnh ngặt nghèo, anh em sẽ ăn con cái của lòng dạ anh em, ăn thịt con trai con gái anh em mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ban cho anh em. 54. Người đàn ông hào hoa phong nhã nhất trong anh em sẽ nhìn người anh em mình, người vợ mình đã từng âu yếm và những đứa con còn giữ lại được với cặp mắt dữ dằn. 55. Vì không muốn chia cho ai trong những người này chút thịt những đứa con mà người ấy đang ăn, bởi lẽ người ấy không còn gì nữa. Khi anh em bị vây hãm, bị kẻ thù siết chặt trong cảnh ngặt nghèo, trong mọi thành của anh em. 56. Người đàn bà liễu yếu đào tơ vào bậc nhất trong anh em, mềm yếu và nhã nhặn đến đổi chưa hề thử đặt bàn tay bàn chân xuống đất, sẽ nhìn người chồng và từng âu yếm và con trai con gái mình với cặp mắt dữ dằn. 57. Ngay cả cái cãi nhau từ trong lòng mình xấu hổ ra và đứa con sinh ra, nàng sẽ lén ăn cả hai, bởi lẽ nàng thiếu tất cả khi anh em bị vây hãm và bị kẻ thù siết chặt trong cảnh ngặt nghèo, trong các thành của anh em. 58. Nếu anh em không lo đem ra thực hành tất cả những lời của luật này chép trong sách này, và kính sợ danh hiển hách và khả úy này Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, 59, thì Đức Chúa sẽ làm cho anh em và làm cho dòng dõi anh em phải mang những vết thương lạ, những vết thương nặng và dai dẳng, những bệnh ác độc và dai dẳng. 60. Đức Chúa sẽ cho trở lại với anh em mọi dịch tễ của Ai Cập mà anh em kinh hãi, những dịch tễ ấy sẽ bám vào anh em. 61. Cả mọi bệnh hoạn và mọi vết thương không được chép trong sách luật này, Đức Chúa cũng giáng xuống trên anh em cho đến khi anh em bị tiêu diệt. 62. Sau khi đã trở nên nhiều như sao trên trời, anh em sẽ chỉ có còn lại một số người ít ỏi vì anh em không nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. 63. Cũng như Đức Chúa đã lấy làm vui khi cho anh em được hạnh phúc và nên đông đúc, thì người cũng sẽ lấy làm vui khi để cho anh em bị giết chết, bị tiêu diệt và bị bứng khỏi miền đất mà anh em sẽ vào chiếm hữu. 64. Đức Chúa sẽ phân tán anh em vào những mộ giữa mọi dân, từ đầu đến cuối mặt đất, tại đó anh em sẽ phụng thờ các thần khác và là gỗ, là đá, những thần mà anh em và cha ông anh em không biết. Cứ cái thứ từ từ anh em mà lặp đi lặp lại hoài, chán thiệt chứ. 65. Ở giữa các dân tộc ấy, anh em sẽ không được yên hàng và không có chỗ đặt bàn chân, tại đó Đức Chúa sẽ làm cho lòng anh em xao xuyến, đôi mắt tròn mòn mỏi, tâm hồn kiệt quệ. 66. Mạng sống anh em sẽ treo lơ lửng trước mặt anh em, đêm ngày anh em sẽ khiếp sợ, anh em sẽ không tin mình còn được sống. 67. Ban sáng anh em sẽ nói bao giờ mới đến chiều, ban chiều anh em sẽ nói bao giờ đến sáng, vì nỗi khiếp sợ tràn ngập tâm hồn anh em và vì cảnh tượng mắt anh em chứng kiến. 68. Đức Chúa sẽ bắt anh em đi thuyền, đi bộ trở lại đất Ai Cập mà tôi đã nói với anh em. Anh em sẽ không còn thấy lại đất này nữa, tại đó anh em sẽ bán mình làm tôi trai tớ gái cho quân thù của anh em mà chẳng có ai mua. Bây giờ những lời của giao ước mà Đức Chúa đã truyền cho ông Môi-se lập với con cái Israel tại đất Mô-áp
không thể giao ước người đã lập với họ tại núi Horeb. Thượng đế sai bộ hạ đi giết người, cướp của, bắt gái trinh về hưởng lạc. Dân số 31. Phân chia chiến lợi phẩm và đất đai. Thánh chiến chống Madian. 1. Đức Chúa phán với ông Môi-se. 2. Hãy trả thù người Madian cho con cái Israel, rồi ngươi sẽ về sum họp với gia tiên ngươi. 3. Ông Môi-se nói với dân: một số người trong anh em hãy chuẩn bị sẵn sàng để ra trận tiến đánh Madian để trả thù dân ấy cho Đức Chúa. 4. Anh em sẽ sai người ra trận, cứ mỗi chi tộc trong các chi tộc Israel thì lấy 1.000 người. 5. Trong số ngàn vạn người Israel, người ta tuyển mộ mỗi chi tộc 1.000 người, tức là người 12.000 người được chuẩn bị sẵn sàng để ra trận. 6. Ông Môi-se sai họ ra trận mỗi khi tộc mỗi chi tộc 1.000 người cùng ra trận với họ. Có ông Binh Khác, con của tư tế Ela-gia, tay cầm các đồ thánh và càng thúc quân. 7. Họ đã ra trận tiến đánh Madian như Đức Chúa đã truyền cho ông Môi-se, và họ giết tất cả đàn ông con trai. 8. Ngoài những người đã bị sát hại đó, họ còn giết các vua Madian: Evi, Rekem Sua, Khua, Reva và năm vua Madian. Rồi họ dùng gươm giết ông Bileam, con ông Bơ-ô, con cái Israel, bắt phụ nữ Madian và con cái chúng làm tù nhân. Họ đã lấy mọi thú vật, mọi súc vật và mọi của cải chúng làm chiến lợi phẩm. 10. Họ nổi lửa đốt tất cả các thành dân đó ở và mọi liều trại của chúng. 11. Sau đó họ lấy mọi chiến lợi phẩm và tất cả những gì họ chiếm được, cả người lẫn thú vật. 12. Rồi đem các tù nhân và những gì đã chiếm được cũng như chiến lợi phẩm về trại, về vùng thảo nguyên Moab gần sông Jordan, đối diện với Jericho, để lập cho ông Môi-se, cho tư tế Ela-gia và cộng đồng con cái Israel, tàn sát phụ nữ và thanh tẩy chiến lợi phẩm. Ông Môi-se, tư tế Ela-gia và mọi thủ lãnh của cộng đồng ra gặp họ ở ngoài trại. 14. Ông Môi-se nổi giận với các tướng lãnh, với các vị chủ huy 1.000 quân và các vị chủ huy 100 quân đi trận trở về. 15. Ông Môi-se nói với họ: sao anh em lại để cho cả bọn đàn bà này sống? 16. Chính bọn chúng đã nghe lời Bileam mà lôi cuốn con cái Israel phạm tội bất trung với Đức Chúa trong vụ Phơ-ô nên tai họa giáng xuống cộng đồng của Đức Chúa. 17. Vậy bây giờ hãy giết hết các con trai cũng như mọi phụ nữ đã biết đến việc vợ chồng đã ăn ở với đàn ông, còn mọi con cái nhỏ tuổi chưa ăn ở với đàn ông thì hãy để cho chúng sống và thuộc về anh em. Nghe chưa? Về phần anh em, ai nhớ cái này nha các bạn, nhớ cái đoạn này, đoạn này là quan trọng nhất, chữ đậm. 19. Về phần anh em, ai đã biết người, ai đã đụng tới người bị sát hại, hãy đóng quân ngoài trại trong 7 ngày. Anh em cũng như các tù nhân đều phải thanh tẩy mình vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7. 20. Anh em phải thanh tẩy mọi quần áo, mọi đồ bằng da, mọi sản phẩm bằng lông dê và mọi đồ gỗ. 21.
Tư tế Elaya nói với các binh lính đã đi chiến đấu, đây là quy tắc pháp luật Đức Chúa đã truyền cho ông Môi-se. 22. Chỉ có vàng bạc đồng sắt thiết chì. 23. Nghĩa là tất cả những gì chịu được lửa, anh em mới phải cho qua lửa để các vật ấy được sạch. Tuy nhiên, các vật ấy phải được thanh tẩy bằng nước tẩy uế. Tất cả những gì không chịu được lửa thì anh em phải nhúng vào nước. 24. Anh em phải giặt quần áo ngày thứ bảy và anh em sẽ được sạch, rồi sau đó mới trở vào trại. Phần chia dâng lễ phẩm. Đức Chúa phán với ông Môi-se. 26. Cùng với tư tế Elada và các gia trưởng trong cộng đồng, ngươi hãy làm sổ kê khai những gì đã lấy được, đã bắt được, ngươi cũng như súc vật. 27. Rồi ngươi sẽ chia những gì đã lấy được một nửa cho các chiến sĩ đã ra trận và một nửa cho đoàn toàn thể cộng đồng. 28. Sau đó người phần từ phần dành cho các chiến sĩ đã ra trận, người sẽ trích ra một phần trăm số người, bò, dê, lừa và chiên cừu để làm thuế nộp cho Đức Chúa. 29. Anh em sẽ lấy phần đó trong phần dành cho các chiến sĩ mà trao cho tư tế Elaya làm phần trích dân Đức Chúa. 30. Còn trong phần dành cho con cái Israel, ngươi sẽ chọn lấy 1%, 1/50 số người, bò, dê, lừa, chiên dê, mọi thú vật, rồi trao cho các thầy Lê Vi có nhiệm vụ canh giữ nhà tạm của Đức Chúa. À, đọc trưa giờ này buồn ngủ quá các bạn ơi. 31. Ông Môi-se và tư tế Elaya làm như Đức Chúa đã truyền cho ông Môi-se. 32. Những của đoạt được, những phần còn lại của chiến lợi phẩm này mà các ngươi tham chiến đã chiếm lấy là 635.000 chiên dê. 33. 72.000 con bê. 34. 61.000 con lừa. 35. Và nhân mạng, tức là những phụ nữ chưa ăn ở với đàn ông, tất cả là 32.000 người. 36. Một nửa phần chiến lợi phẩm chia cho các người đã ra trận là 337.500 chiên dê. 37. Trong số đó thuế nộp cho Đức Chúa là 675 con. 38. 36.000 con bê, trong số đó thuế nộp cho Đức Chúa là 72 con. 39. 30.500 con lừa, trong số đó thuế nộp cho Đức Chúa là 61 con. 40. 16.000 nhân mạng, trong số đó thuế nộp cho Đức Chúa là 32 mạng gái trinh. Gái trinh á, của riêng Nguyễn là nói là gái trinh, nhưng mà theo hồi xưa, hồi xưa người ta nói là chỉ không có là phụ nữ chưa ăn ở, chưa biết gì đàn ông, đại khái là còn nguyên đai, nguyên kiện, chưa lột tem. Đó, nộp cho Chúa 32 nha, 32 con. Nhớ rõ nha. Các bạn mà bên Thiên Chúa mà có lỡ mà có nghe được clip này và Đức có thấy điều này, đây là Kinh Thánh nguyên si nha, không chà pha chế, cũng không có châm biếm gì cả. Mà Đức Chúa là 32 mạng. 41. Ông Môi-se đã trao cho tư tế Elaya phần trích dân Đức Chúa như người truyền cho ông Môi-se. 42. Còn nửa phần chiến lợi phẩm kia được chia cho con cái Israel, ông Môi-se đã tách ra khỏi phần chia cho các ngươi đã ra trận. 43. Nửa phần đó thuộc về cộng đồng, gồm có 337.500 chiên dê. 44. 36.000 bò dê. 45. 30.500 con lừa. 46. 16.000 nhân mạng. 47. Trong nửa phần đã chia cho con cái Israel, ông Môi-se chọn lấy 1%, 1/50 số người và thú vật, rồi giao cho các thầy Lê-vi có nhiệm vụ canh giữ nhà tạm của Đức Chúa.
như người truyền cho ông Môi-se. Các lễ phẩm 48. Bấy giờ đức các tướng lãnh, các vị chỉ huy 1000 quân và các vị chỉ huy 100 quân đến gần ông Môi-se. 49 và nói: các tôi tớ ngài đã kiểm lại số những người chiến đấu dưới quyền chúng tôi và không thấy thiếu sót một người nào cả. 50. Vậy chúng tôi đem những đồ bằng vàng mà đổi người đã tìm thấy làm lễ tiến dân lên Đức Chúa để cử hành lễ xá tội cho chúng tôi trước nhan Đức Chúa. Những đồ bằng vàng đó là vòng cổ tay, vòng cách tay, nhẫn, khuyên tai và kiềng. 51. Ông Môi-se và tư tế Elia đã nhận vàng họ dân và mọi đồ kim hoàn. 52. Tổng cộng số vàng họ đã trích ra để dân Đức Chúa là 170 ký, được các chỉ huy 1000 quân và các vị chỉ huy 100 quân đem nộp. 53. Trước đó ai nấy trong quân đội đều đoạt phần chiến lợi phẩm cho mình. 54. Cho nên ông Môi-se và tư tế Elia đã nhận vàng của các vị chỉ huy 1000 quân và 100 quân rồi mang đến liều hội ngộ làm kỷ vật tưởng nhớ con cái Israel trước nhan Đức Chúa. Kết luận: Thượng Đế Chúa tên dâm tặc khát máu. Bài này nữa đây. Bài này là trong cái trang này ra nè. Trang này ra mình coi thử. Quyền cái bài này là trong tiếng Anh nha các bạn. Mà trong trang tiếng Anh nè. Tiếng Anh hết. Để mình sẽ tìm hiểu nghiên cứu mấy cái đề tài này mình dịch ra bằng tiếng Việt hết để cho nó dễ theo dõi, dễ đọc. Coi lại thứ đó cho nên thành thứ ra là khi mà nói đây đó là cái này chưa không có một cái ý tứ nào là gọi là cá nhân hết trong đây. Cái bài viết của cái bài này được đăng lên là trích trong Kinh Thánh ra hết. Toàn bộ các bạn nào muốn lấy tư liệu mà để dẫn chứng, các bạn vào đây các bạn lấy là nó cũng sẽ có đầy đủ hơn. Ta đã lọc hết cho mình rồi, để mình dịch này thử. Bạn có thể đã nghe nói về một vài câu chuyện trong cuốn sách này: lũ lụt Sodom và Gomorrah, David và Goliath. Có lẽ nhưng đó hơn 100 người khác chưa được biết đến với tất cả mọi người. Chẳng hạn bạn có biết rằng Chúa buộc bạn bè và gia đình giết nhau vì nhảy khỏa thân quanh bắp chân vàng của Aaron, đốt cháy những người phàn nàn đến chết, buộc người sống sót bài này dài lắm á bạn ơi. Thử đi, thử dịch hết thử. Phải ăn chim cút cho đến khi nó thực sự ra mũi, gửi con rắn lửa để cắn người vì phàn nàn về việc thiếu thức ăn và nước, và giết chết 14.700 vì phàn nàn về việc anh ta bị giết. Giúp Samson giết chết 3 người vì quần áo của họ tàn sát 1.000 người bằng xương hàm, và giết
3.000 thường dân trong một cuộc tấn công khủng bố tự sát. Smart Philippines với bệnh trĩ phong trong phần bí mật của họ từ từ giết một đứa bé để trừng phạt David vì tội ngoại tình, giết 70.000 vì David có một cuộc điều tra dân số mà anh ta hoặc Satan bảo anh ta làm gì, đã gửi một con sư tử để giết một nhà tiên tri vì tin vào lời nói dối của một nhà tiên tri khác, một con sư tử khác để giết một người đàn ông vì không hút một nhà tiên tri, và nhiều con sư tử để giết những người không đủ sợ anh ta, giết 450 thủ lĩnh tôn giáo trong một cuộc thi cầu nguyện và thiêu sống 102 người đến chết vì yêu cầu Elsa từ trên trời xuống, từ trên đồi xuống, đã gửi hai con gấu để xé toạc 42 chàng trai để làm niềm vui cho cái đầu hói của Elithasa, giết Ahab vì không giết một vị vua bị bắt, và sau đó phái Jehu giết tất cả gia đình và bạn bè của Ahab và những người đã từng nổi giận chống lại một bức tường. Tất cả những vụ giết chóc này đều và nhiều hơn nữa được tìm thấy trong Kinh Thánh, và Thiên Chúa của Kinh Thánh tự hào về mỗi người. Đây là những gì anh ta nói về họ: tôi giết và tôi làm vết thương, tôi sẽ làm cho mũi tên của tôi xây máu và thanh kiếm của tôi sẽ nuốt chửng thịt. Phục truyền luật lễ ký 32 2.39 đến trang 42. Những câu chuyện này lấp đầy các trang của Kinh Thánh, nhưng chúng hiếm khi được đọc trong nhà thờ và bị còn hầu hết các tín đồ Kinh Thánh bỏ qua. Rồi rút quýt lúc đưa họ ra ngoài đời trời, đã đến lúc tất cả chúng ta hãy xem. Đấy, hãy nhớ nha, thế khi mà các bạn mà nghe, khi mà nói tới những cái đoạn Kinh Thánh như thế này thì nhất định là cái bọn con chiên bọn nhồi sọ là những đoạn Kinh Thánh không được công nhận, không được công nhận trong nhà thờ hay là trong công giáo. Vì tại sao gọi là Kinh Thánh? Những đoạn Kinh Thánh nó không công nhận thì nguyên cái bộ Kinh Thánh nó không có, nó không công nhận. Mà nguyên cái bộ Kinh Thánh không công nhận, không có thì công giáo từ đâu ra? Không lẽ tự dựng lên sao? Vì là toàn lãnh toàn thiên chỗ nào? Đây, trên bắt ngược lại, khi mà chúng ta mà bị phản biện, mình sẽ bọc ngược lại, mình sẽ hỏi ngược lại họ. Vì là Kinh Thánh, mỗi lần các bạn đọc lên Kinh Thánh, mấy cha mấy đồ đọc lên đó là đây là lời của Chúa, là Chúa gì? Chúa Ngục ha? Chúa Ngục hay là Chúa gì? Cho nên là thành thứ ra là các bạn nên tỉnh táo. Đây là bằng chứng cụ thể, không có ai được quyền hỏi tội mình đâu. Mình không vu khống, không vu oan giáo họa cho ai thì chẳng sợ gì. Đây nó có bằng chứng cụ thể trong Kinh Thánh, cũng như giống như là giáo lý của Phật giáo. Khi chúng ta nói ra có căn cứ, có cơ sở để chứng minh đạo Phật đã sai, sai từ gốc, từ ngọn như thế nào đó thì chấp nhận. Chấp nhận. Còn đây mình trích giảng trong Kinh Thánh thì chả có ai phát biểu linh tinh đâu. Mình không có làm chuyện mà kim đáy biển. Đây là những chuyện nó sờ sờ trước con mắt. Đây mình muốn cho các bạn thấy những cái comment của các anh chàng của anh chàng Thiên Chúa Giáo để cho các bạn coi. Họ nhắn cho mình rất là nhiều. Đây, cái tựa đề gì mà quên mất tiêu. Cái tựa đề đó là Thiên Chúa. Mình tìm, cố gắng mình tìm nha các bạn, từ từ để mình tìm ra cái. Tìm ra đây, không phải Thiên Chúa gì đây nè, từ từ mình tìm ra cái.
Tại vì trong những cái này mình để im thì nó sẽ lúc nãy giờ mình tìm nhưng mà không ra các bạn ơi. Vì cái nickname mà nó nhắn tin thì trên điện thoại thì thấy mà sao trên đây không thấy. Thôi bỏ qua đi, để lần sau nữa mình sẽ có những cái lưu trữ lại, chụp lại. Cũng như quý vị, thưa quý vị và các bạn thân mến, thì trong cái đề xuất của mình á, trong cái làm cái video mà các bạn comment mà các bạn để đường link á, nó báo cáo là vi phạm và nó sẽ không hiển thị lên cho mình xem. Và các bạn khi bức xúc cũng không nên dùng từ lời lẽ thô bỉ, mà các bạn dùng ví dụ như từ đại tiện tiểu tiện trong đó hoặc là gì đó, thì cái comment của bạn nó sẽ bị ẩn, YouTube nó không có chấp nhận cái đó, cho nên nó ẩn đi, cho nên mình sẽ không thấy được những cái comment của các bạn. Nếu như các bạn bức xúc thì các bạn nói làm sao đó kiềm chế lại những cái bức xúc của mình, cảm xúc của mình, để mình nói cho nó hấp dẫn hơn, hay hơn, nó sẽ được phê duyệt và sẽ được nhiều người xem, nhiều người được xem cái comment văn minh của bạn, của quý vị các bạn, để cho nó tăng thêm cái giá trị của cái lời nói của cái người viết cũng như cái người đưa lên. Chứ các bạn đôi lúc mà đưa lên cái cảm xúc nhiều quá, cảm xúc mà tiêu cực hoặc là cảm xúc tích cực, thì nói chung là mình sẽ đưa ra những cái gì đó mà nó mình nghe mà đã trước lỗ tai á, thì cái YouTube này nó hạn chế hết các bạn ơi. Nó thậm chí những cái clip đó mà mình có quá nhiều cái comment như thế thì nó cũng sẽ sau này nếu mà có xui xui mà nó phê duyệt á, thì nó cũng sẽ ẩn mất mình cái phần comment bình luận, và cái video mình không có giá trị, cho nên nó không được đề xuất các bạn ạ, đề xuất cho nhiều người xem. Ví dụ như người ta đang xem một cái trên giải trí nào đó, thì nó sẽ có một cái dù trong cái clip của người ta đang xem có một cái phần gì đó nó tương tự, thì nó sẽ đề xuất cái video mình lên. Còn nếu như cái video mình nó không có, nó bậy quá, nó có nhiều cái bất ổn quá, dơ giấy quá, thì nó sẽ không được đề xuất các bạn. Đề xuất công nhân cũng giống như là cái gì đó mà nó hơi gọi là hấp dẫn hay ho. Ví dụ như có anh chàng nào đó nói hay thiệt hay, chửi rủa hay thiệt hay, thì nó sẽ đề xuất cho mình thêm cái video của mình. Cho nên có nhiều người biết, nhiều người thánh chửi rồi này nọ hay chửi rồi, thì nó sẽ đề xuất cái video của mình lên. Còn ai mà không có chửi nhân văn thì nó sẽ không đề xuất đâu nha các bạn. Cho nên thành thử ra đó là lưu ý vấn đề đó. Khi comment, nhớ comment kìm lại, kìm chế lại, để có được những đề xuất hấp dẫn hơn, hay hơn, và nhiều người đọc comment cũng thấy hả lòng hả dạ. Và tới đây mình xin tạm dừng ở chỗ này, và mình sẽ xuất video ra để chuẩn bị tối nay đăng.